Các bạn nào muốn có thật là nhiều con Huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con Huy lên tới 419 con Huy, hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện mới, nhận quà rất là ngon luôn, có skin hoàn toàn miễn phí tới cho tất cả bạn. Và sự kiện này mới bắt đầu thôi, nên là các bạn đang xem thì nếu mà chưa chơi thì trong video này mình sẽ dẫn các bạn cách chúng ta chơi này và chúng ta nhận quà skin hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Ok, và các bạn đang xem thì nhớ là có sự kiện gì mình sẽ cập nhật này, hướng dẫn các bạn cách chơi tới cho tất cả bạn. Và sắp tới ấy thì chúng ta đang có mã code trong giải APL này kia, và mã code thì mình sẽ cập nhật sớm nhất, mới nhất cho tất cả các bạn. Nên là đừng quên là like, đăng ký kênh thật là mạnh lên, bật quả chuông này nhá. Khi đâu mà có những sự kiện gì này, sự kiện mới chẳng hạn, hoặc là có mã code, mình sẽ thông báo tới cho tất cả bạn luôn. Ok chưa? Và đầu tiên thì ngày hôm nay mình truy cập vào game ấy, chúng ta có một sự kiện. Các bạn có thể truy cập vào hình cái cúp nhá. Đây, cái cúp ở góc màn hình này này. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái phần đó chính là chúng ta chơi sự kiện nhá. Ở đây thì các bạn sẽ có sự kiện đó chính là triệu lời chúc phá giới hạn. Phần quà thì chúng ta có tới 6 skin, à 5 skin nhá. Sorry các bạn, hoàn toàn miễn phí luôn. Wow, phần quà rất là ngon luôn đúng không bạn? Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ truy cập ra ngoài Google ấy để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Và đường link sự kiện này mình cũng sẽ để phía dưới phần bình luận cho các bạn chúng ta dễ truy cập ở ngoài hơn nhá. Đó, truy cập ở ngoài thì chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Đây, và tiếp theo đây là giao diện của sự kiện triệu lời chúc phá giới hạn. Đầu tiên thì các bạn phải đăng nhập vào trong đây trước nhá. Đây, mình đăng nhập vào rồi. Ở đây thì chúng ta có khá là nhiều phần. Đó, phần khi mà các bạn chúng ta nhấn vào Crisi này thì các bạn chúng ta sẽ gửi lời chúc nhá. Đó, các bạn thấy không? Đây, chúng ta cứ nhấn như thế này thôi là chúng ta đã gửi lời chúc rồi. Và xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách như thế nào để chúng ta đỡ phải mỏi tay mà chúng ta vẫn gửi lời chúc bình thường các bạn nhá. Ok, tiếp theo thì các bạn có phần follow nhận quà này, chia sẻ ngay này, lịch thi đấu này, thì các bạn sẽ có follow các tuyển thủ nhá. Sau khi mà chúng ta follow xong ấy thì các bạn sẽ được nhận quà. Thì mình sẽ follow hai tuyển thủ trước các bạn nhá, như là tuyển thủ Băng này, chúng ta sẽ follow nhá. Rồi, tiếp theo thì mình có follow xong và cũng như là chia sẻ ngay rồi. Các bạn thấy là mình sẽ có 3 hộp quà nảy lên trên màn hình nhá. Rồi, chúng ta sẽ nhận luôn này. Chúc mừng bạn đã nhận được mảnh ngọc. Ui, mấy cái phần quà này thì nó hơi cùi một chút xíu các bạn. Và quà tặng hấp dẫn này, thì khi mà chúng ta nhận đến cột mốc thứ hai, các bạn sẽ có vé kho báu này, thẻ thử skin 7 ngày, thẻ vàng x2 4 trận, giấy vẻ bùa bậc A này, giấy vẻ bùa bậc S, thẻ đổi tên, và có một dương này. Ui, dương số 8 khá là ngon và có giới hạn 50.000 thôi bạn nhá, 50.000 lượt nhận thôi. Rồi, ở đây mình sẽ nhận đến cột mốc thứ hai. Chúc mừng bạn đã nhận được vé quay kho báu. Rồi, mình sẽ nhận thêm đó chính là thẻ thử skin 7 ngày các bạn nhá. Nói chung là các bạn chúng ta cứ nhận cứ mỗi ngày vào trong đây, à chúng ta cứ nhận các cột mốc, để quên, sorry các bạn nhá. Chúng ta cứ nhận cột mốc, tiếp theo là các bạn điểm cá nhân 1.000 lời chúc này, 2.000, 3.000, 4.000 và 5.000. Thì chúng ta sẽ nhận được tổng cả 3 này là 8 hộp quà nhá. 8 hộp quà tương ứng là các bạn đến mốc cuối cùng luôn. Ok, đến mốc cuối cùng thì bạn sẽ nhận được một dương quà. Dương này chỉ có giới hạn 50.000 lượt nhận mà thôi. Và tiếp theo này, điểm toàn server nhá. Khi mà chúng ta đạt mốc đó chính là 100 triệu, à đúng rồi, 100 triệu lời chúc, thì các bạn chúng ta sẽ nhận được đó chính là đây, các phần quà như thế này. Thì ở đây mình thấy là chúng ta đang có 234 triệu lời chúc rồi. Ôi, rất là nhiều luôn đúng không? 234 triệu mà mốc ở đây chúng ta chỉ cần 100 triệu thôi. Thì khi mà các bạn nhấn vào này thì thông báo bạn chưa đủ 3.000 lời chúc để nhận quà toàn server. Vậy là chúng ta cần đủ 3.000 lời chúc thì bạn mới nhận quà toàn server được các bạn nhá. Rồi, thì nhiều bạn bảo là ui, nhấn như thế này thì khi đâu mới ra được 1.000 lời chúc, thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhá. Đầu tiên này, các bạn chúng ta sẽ quay lại vào trong đây. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta không cần phải nhấn mà nó vẫn gửi lời chúc được các bạn nhá. Thì vào trong phần game này, các bạn vào phần chơi sự kiện, chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản chúng ta vào trong đây. Các bạn chờ mình chút xíu để mình đăng nhập vào nhá. Rồi, tiếp theo sau khi mà các bạn đăng nhập xong rồi ấy, ở trên điện thoại nhá, thì các bạn sẽ vào ngoài CS Play này, các bạn tìm kiếm giúp cho mình một cái ứng dụng, đó chính là Auto Click. Đây, Auto Click các bạn nhá, nghĩa là nó sẽ tự động click tới cho tất cả bạn. Các bạn sẽ cài đặt ứng dụng đầu tiên này về cho mình.
Đây, các bạn cài đặt app này về nhá. Sau khi cài đặt xong thì bạn sẽ mở ra này. Ok, thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ bật cái quyền cho auto click này lên. Đó, mình sẽ bật nhá. Và sau khi mà các bạn bật xong rồi thì mình sẽ quay lại ứng dụng này. Đây, chúng ta bật rồi, chúng ta quay lại nhá. Thì ở đây có chế độ nhiều mục tiêu và một mục tiêu, các bạn sẽ chọn một mục tiêu giúp cho mình các bạn nhá. Thì ở đây này, đó, nó sẽ hiển thị lên một cái hình như thế này các bạn nhá. Đó, cái hình như kiểu như thế này thì các bạn sẽ quay lại vào trong game này. Quay lại vào trong game giúp cho mình nhá. Tiếp theo các bạn sẽ đây, các bạn sẽ kéo cái hình vòng tròn này lại trong chỗ hình lời chúc này. Đó, hình mà chúng ta nhấn thì chúng ta gửi lời chúc ấy. Tiếp theo bạn nhấn cài đặt này. Thì ở đây khoảng thời gian click ấy, các bạn cứ chọn 1 giây giúp cho mình. Các bạn chọn cái này thành giây nhá. Các bạn chọn 1 giây giúp cho mình. Nhấn lưu này. Ok, và các bạn nhấn vào hình play giúp cho mình. Đó, nó sẽ tự động gửi lời chúc tới cho tất cả bạn thôi. Và nếu mà các bạn muốn nhanh hơn nhá, muốn nhanh hơn thì các bạn có thể sang giây này, sang mili giây nhá. Mili giây đi. Đó, mili giây các bạn sẽ nhấn khoảng 500 đi. 500 mili giây. Ok, các bạn sẽ nhấn này. Đó, nó sẽ tự động gửi lời chúc. Hoặc là nếu mà chúng ta muốn nhanh hơn ấy, đó, giờ thì mình không phải nhấn cái gì mà nó tự gửi lời chúc, đúng không các bạn? Thì bạn cứ vứt như thế này thôi, là nó tự động gửi lời chúc để mình cài đặt xem nó nhanh hơn thôi nhá. 100 nhá. Ok, 100 này. Đó, ui, gửi rất là nhanh luôn nhá. Ok, đấy, chơi gì mà wow, gửi quá là nhanh, quá là tuyệt vời luôn. Mà chúng ta lại không phải nhấn các bạn. Đỡ phải mỏi tay nhờ các bạn nhờ. Và giờ thì chúng ta chỉ cần chúng ta đạt được 1.000 lời chúc thôi. Thì đoạn này mình sẽ cắt đi để chúng ta chờ chúng ta đạt được 1.000 lời chúc các bạn nhá. Rồi, tiếp theo thì mình có, đó chính là đạt được 1.000 lời chúc xong rồi bạn nhá. Thì mỗi ngày ấy các bạn sẽ nhận, các bạn chỉ có tối đa đó chính là 1.000 lời chúc mà thôi. Đây, các bạn có thể đọc ở trong đây nhá. Đó, rất là nhiều cái trong đây. Đây, chặng 1 này. Với mỗi 1.000 lời chúc, người chơi sẽ nhận được một lượt truy cập vào vòng quay đặc biệt. Mỗi ngày người chơi có giới hạn 1.000 lời chúc thôi bạn nhé. Chặng 2 thì sau khi mà các bạn hoàn thành 5.000 lời chúc, chặng 2 sẽ được mở ra các bạn nhé. Ok, và ở đây thì sau khi mà các bạn chúng ta auto xong ấy, đây các bạn nhấn vào hình 4 góc mũi tên này, nhấn X nó đi là xong rồi. Đó, mình chỉ mất khoảng chắc vài phút thôi là nó đã gửi lời chúc xong rồi. Và chúng ta nhận phần quà này thôi. Đây, mình đã nhận được phần quà, đó chính là thẻ 2 vàng 4 trận. Và chúng ta đã nhận được cột mốc đến thứ 4 rồi. Đó, đến thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8 thì bạn sẽ nhận được dương quà. Ok chưa? Đó, rất là dễ và rất là tuyệt vời luôn. Và cái mốc này thì khi mà chúng ta đạt được 3.000 lời chúc thì bạn sẽ nhận được một cái dương quà skin này toàn server luôn các bạn nhá. Đó là cách để bạn chơi sự kiện này, rất là dễ và rất là đơn giản. Mình còn hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đỡ mỏi tay rồi nhá. Nên là nhớ là like thật là mạnh lên, không like là hơi buồn đấy. Ok chưa? Rồi, thì giờ chắc là mình cũng sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và bạn nào muốn nhận được con huy miễn phí ấy thì đừng quên là chúng ta truy cập vào shop đây. shop.toplq.com đường link mình để phía dưới, bạn sẽ nhận được rất là nhiều con huy hoàn toàn miễn phí chơi vòng quay, nhận là thật là nhiều con huy bạn nhá. Và chào, hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhá.